Chào quý vị và các bạn, các anh chị em lao động trên Hàn Quốc. Thì em đang test với vị xem một cặp kèn của Yamaha. Hổng này là hổng nhôm đúc nha quý vị, hổng nhôm đúc. Đấy. Mấy con này. hai mươi bảy chiều sâu là nó 22, 21 cái này là 27 thì nghe là 27 thì đây vậy Yamaha da bằng ha. Con này nó tới 8 ohm, nó tới 60 watt luôn vì công suất nó rất khủng. Quý vị có thể ghép hát karaoke thoải mái quý vị ha. Dàn karaoke quý vị thiếu chép hay loa thiếu chép quý vị gắn vào. Made in Sa Bang và là 60 watt. Họng thì là họng nhâm đúc rất là chất quý vị. Cũ nó là 8cm luôn nha quý vị. Nhâm đúc tiếng rất là hay luôn, rất sáng. Rồi cây này thì giá rẻ quý vị, cây này giá nó 3.1 triệu thôi, 3.1 triệu bao ship toàn quốc cho quý vị luôn ha. Hồng nhôm nha quý vị, Yamaha 60 watt da bằng đấy. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.